23 cm. Ra từ từ thôi, từ từ. Dễ chưa? Bạn sẽ rót dễ săn chắc luôn. Rót. Mở. Kẹp. Dùi. 10 giây, hít thở đi, tiếp tục. Bắn lại săn chắc như thế này này. Chứ không phải như bắp cơ bắp hay như tôi đâu. Hôm nay như tôi lại cần nhiều yếu tố lắm. Chú này ơi, đang làm gì đó? Rồi, hai các bạn hôm nay chúng ta đến với video làm sao để thu nhỏ bắp tay và có một bắp cách tay thon gọn nhỏ xinh dành cho nữ. Rồi, đầu tiên á là cùng xem bắp tay của Juni là bao nhiêu cm nha. Rồi, em tự đo đây. Đây. Rồi, đây, để zoom lại cho các bạn xem, giữ cố định nha. Các bạn xem nha. Đó. Với cái bắp tay như thế này, đây. Bao nhiêu đó? 23 cm. Chưa chặt đó, 22-23 cm. Đúng không? Rồi, đó, làm sao được có bắp tay nhỏ xinh như thế đó? Một câu hỏi mà rất nhiều bạn cần hỏi và quan tâm, cũng như là rất là lo lắng, không biết cách giải quyết bắp tay đó như thế nào. Rồi, hôm nay mình hướng dẫn những cái bài tập làm sao mà để cho các bạn có một bắp tay thon, nhỏ, xinh và đơn giản như vậy. Đầu tiên, chúng ta đến với bài đầu tiên. Rất đơn giản, chúng sẽ tập một bài xoay tay như thế này. Rồi, đó, em đặt đi. Đây. Và duỗi hai cánh tay ra. Dễ lắm các bạn, mình hướng dẫn các bạn tập theo nha, dễ lắm. Duỗi hai cánh tay ra. Rồi, bây giờ bắt đầu xoay nhẹ thôi, chậm chậm. Không, đừng có xoay nhanh. Cái biên độ xoay nó rộng ra như thế này nè. Đấy. Rộng ra từ từ thôi, từ từ, xoay nhẹ nhàng thôi. Một. Là xoay cái này. Xoay bằng vai. Đó, thì tay của bạn, vai và tay của bạn nó sẽ phải hoạt động ở cái bài tập này khá là nhiều. Quay từ 1 đến 10 thì các bạn sẽ bắt đầu mỏi nha. Rất là đơn giản, sau đó xoay ngược lại. Các bạn còn có làm nóng như thế. Song song với việc mà giảm mỡ bắp tay, cái điều quan trọng để giảm mỡ cái phần này á, là cái lượng calorie các bạn tiêu hao trong bài tập, các bạn phải tiêu hao được nhiều. Và đến với bài thứ hai, chúng ta sẽ đến ngay với bài clap chat. Rồi, 30 cái nào, hít thở đều với bài clap chat. Nào, 30 cái, đúng rồi. Đó, sẽ rất là dễ. Dễ chưa? Rồi, ok. Đến với bài thứ 3. Đây. Đến với bài thứ 3, khi mà bắp tay của bạn nó phải cần một cái sự săn chắc của cái khối cơ, thì chúng ta sẽ đến với một cái bài tập tạ, nó rất là đơn giản. Chúng ta cần hai cục tạ, các bạn cần cục tạ nhỏ xinh thôi, không cần phải một cái cục tạ mà nó to bự hay là nó hầm hố. Nhưng điều quan trọng là các bạn phải tập đúng kỹ thuật, nghĩa là các bạn cần cục tạ nhỏ như thế này, đứng, các bạn cuốn lên, thở ra, các bạn thả, phải từ từ xuống tới cho đây, các bạn giữ lại cho cảm giác nó căng cái phần cơ ở đây, sau đó các bạn gồng sức, các bạn cuốn lên. Khi cuốn lên các bạn bóp chặt lại. Thì cái việc các bạn tập tạ với mức tạ này, các bạn đừng hy vọng là các bạn sẽ sợ là bị to tay giống như nam giới. Bởi vì như bắp tay của tôi cầm cái cục này, tôi cầm tới cỡ 15-20kg lận. Nghĩa là tôi cầm cái cục tạ nó rất là lớn như thế này. Đây, rất là lớn như thế này mà cuốn thì bắp tay nam mới to được. Và nam giới thì cần cái hormone để có thể có bắp tay to được, còn nữ giới thì không nha. Nữ giới không có hormone nên khi các bạn tập với cái bài tập tạ này thì bắp tay của bạn nó chỉ có thể thon gọn hơn, săn chắc hơn rất là nhiều thôi. Rồi, em có thể bắt đầu cuốn thử 10 cái, lên xuống, giữ nhẹ tay lại đó, lên thở ra, xuống hít vào, và còn phải giữ gồng cơ co bằng tay. Khi mà các bạn tập như này, bắp tay của bạn sẽ rất dễ săn chắc luôn, rất dễ săn chắc nha. Anh nói tạ mấy ký mua đâu luôn? Tạ này thì các bạn có thể mua trên Shopee, mua trên Tiki, mua ở cửa hàng Vinmart. Đó, mua ở siêu thị Vinmart đều có thể mua được cái tạ này rất là dễ nha. Để mình hướng dẫn cho các bạn, để các bạn khỏi mất công thắc mắc là cái tạ này mua ở đâu. Số ký khoảng từ 1,5 kg đến khoảng tầm 3-5 kg là vừa. Rồi, sau đó, sau khi bài tập này, mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các bạn một cái bài tập mà nó có khuynh hướng là nó cảm thấy rất là nhẹ nhàng và dễ dàng. Đó, trong trường hợp là các bạn sẽ chưa có tạ thì các bạn có thể tập cái bài tập này ở nhà. Các bạn hiểu là bài gì không? Đó là bài tập xoay tay như thế này. Xoay ép vào,
duỗi ra, co ép vào, ép hai khuỷu tay nè, ép vào hai khuỷu tay nè nha, khép khuỷu tay vào, duỗi hết cánh tay ra, co khép duỗi, co rồi hãy thực hiện 10 cái nè. Tập theo nha, hít thở nó rất là đơn giản. Mình sẽ hướng dẫn một bài tập nặng và một bài tập nhẹ cho các bạn. Rồi, khép hai khuỷu tay vào, khuỷu tay đưa cao. Rồi, vừa thôi, khép lại. Khép, duỗi hết ra, không chặt tay lại. Rồi, căng, co vô, mở ra, lại, khép khuỷu tay vô, đưa ra, đưa thẳng xuống. Rồi, co vô, rồi mở ra, lại khép lại. Co vô, mở ra, co vô, từ từ bình tĩnh. Khép, đó là để lộ ảnh nha, bình tĩnh cái tư thế này nè, nè. Khép, duỗi, co, mở, khép, duỗi, co, mở, khép, duỗi, co, mở, khép. Duỗi, co, mở, khép, duỗi, co, mở, mỏi chưa? Nó rất là đơn giản và chắc chắn là bạn sẽ bị mỏi cái bài tập với cái bài tập bắt tay này. Rồi, bài tập tiếp theo. Mình cần các bạn mua cho mình một cái cục tạ cỡ tầm 3kg và chúng ta sẽ tập tay sau qua đầu. Đơn giản là cầm tạ đơn, xỏ vô như thế này, đưa qua đầu, giữ nguyên cái khuỷu tay, hạ tạ từ từ xuống. Sau đó đưa lên, thở ra từ từ xuống, sau đó đưa lên, thở ra. Ok, hãy cầm hai tay với mức tạ này, tập khoảng tầm 8 cái nha. Rồi, vô, đấy, xuống, thở ra, lên, hít vào, xuống, thở ra, lên, hít vào, xuống, thở ra, lên, hít vào, đó. Rất là đơn giản, chỉ cần như vậy thôi là các bạn có thể tập săn chắc bắt tay, đưa khuỷu tay ra sau chút em. Đưa khuỷu tay ra sau một xíu, đúng rồi. Kéo, nâng lên. Đúng rồi, chính xác. Rồi, ok. Đơn giản, thế thôi. Rồi, còn bây giờ chúng ta đến với bài tập cuối cùng nha. Bài tập cuối cùng. Vừa rồi là những bài tập tạ, và bây giờ chúng ta đến với bài tập cuối cùng, nó liên quan đến thể lực nhiều hơn một xíu. Đó là làm sao cho các bạn mỏi tay trong thời gian nhanh nhất, nhưng mà các bạn vẫn đốt thể lực đều. Rồi, tiếp tục. Rồi, 30 giây, tính giờ. Hãy làm với tốc độ nhanh nhất. 2, 3, vô. Đó. Chỉ vậy thôi cũng được. Các bạn đừng nghĩ là nó đơn giản. Nãy giờ là mới 10 giây thôi. 10 giây, hít thở đi, tiếp tục chưa? Tiếp tục, nhanh lên, tốc độ nhanh lên. Đây chỉ đơn giản là một bài cardio và săn chắc bắp tay thôi. 20 giây, nửa đi. Kệ, bạn không cần phải đấm đúng theo kiểu đập võ, nửa đi. Nhưng mà bạn phải đấm cho nhanh, cho mạnh lên. Còn 10 giây nữa mới hết, 10 giây nữa mới hết. Rồi, hết, rã cái tay chưa? Đơn giản không? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với vấn đề dinh dưỡng. Rồi, song song với cái việc tập luyện á, các bạn cần hiểu một điều là khi mà các bạn tập luyện đủ tốt thì các bạn cần phải có một chế độ dinh dưỡng đủ tốt. Rất nhiều những cái sai lầm của việc tập luyện dẫn đến việc là bạn không có bắp tay thon gọn, mà thay vì đó là bạn bắp tay của bạn nó sẽ to, nó bự và nó mỡ. Vấn đề ở đó là vấn đề ở đâu? Vấn đề ở đây là các bạn không chịu ăn trước tập. Ví dụ như trước tập bạn tập trung, bạn ăn cho mình dùng một quả táo đi, khoảng tầm 20 phút trước tập. Tại sao các bạn cần ăn? Bởi vì táo nó cung cấp rất nhiều carbon hydrate cho cơ thể của các bạn, nó tạo ra năng lượng. Bạn cần năng lượng để hoạt động, để tập được. Tại vì đơn giản bạn muốn bắp tay săn chắc hơn. Như vừa rồi chúng ta có khoảng tầm 5 đến 6 đến 7 bài tập, bạn sẽ không thể có bắp tay thon gọn săn chắc nếu mà bạn chỉ tập được khoảng tầm 2 bài tập, đúng không? Bạn phải tập được khoảng tầm 7 bài tập, và bạn phải tập được cỡ tầm 4 hiệp cho một cái bài tập. Đồng nghĩa với việc là bạn cần 30 đến 45 phút vận động liên tục. Điều đó nó sẽ không diễn ra nếu bạn không có năng lượng, bạn không ăn trước tập. Nhớ nha, hãy ăn trước tập để có sức để tập. Từ việc khi mà bạn có sức tập thì bạn mới bắt đầu xây dựng cơ bắp săn chắc hơn, xây dựng cái tay thon gọn hơn ở 23 cm, và bạn sẽ có
sử dụng được cái lượng mỡ thừa trong cơ thể của các bạn để tiêu hao nhiều hơn. Cơ bắp mấy bạn lại tưởng là cơ, các cơ bắp là sang nhát như thế này này chứ không phải bắp cơ bắp bao nhiêu tôi đâu, bắp bao nhiêu tôi là còn nhiều yếu tố lắm. Không, rồi cơ bắp giống mấy người đi thi đấu rồi. Rồi còn vấn đề thứ hai đó là bạn phải ăn sau tập, ví dụ như trứng gà đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Một quả trứng gà nó cho bạn cỡ 7 gram protein và một phần chất béo của omega 369. Điều này rất là tốt, đặc biệt là cho phụ nữ tập tạ, tập gym. Tại vì sao? Tại vì cơ thể của các bạn nữ còn rất nhiều những omega 369 và những hormone này, nó rất là quan trọng, các bạn không thể nào bỏ qua được. Nếu mà sau tập các bạn cứ ăn, thay vì các bạn ăn trứng gà luộc, ăn chút một với một ít cơm, thì các bạn lại đi các bạn ăn những cái đồ ngọt, đồ béo hay là pizza hay đồ ăn, hay là tệ hơn là ngay sau khi tập mà uống một ly trà sữa, thì dinh dưỡng từ đường và chất béo quá cao nó lại không có protein, thì nó lại tăng cái khả năng hấp thu và xây dựng cái tay của bạn nó phình ra, nó to mở ra rất là nhiều. Vậy nên giữa cái việc tập luyện và chế độ dinh dưỡng là hai cái nó đi song song và bạn cần phải làm tốt cả hai cái. Và điều đầu tiên, nếu bạn muốn có cơ thể thon gọn như Yuni, ví dụ bắp tay 23 cm, bạn phải làm sao tập luyện đều đặn. Nó không phải chỉ là việc bạn tập tay mà phải tập rất nhiều nhóm cơ khác để làm sao cho cơ thể của bạn giảm cái mức cân nặng xuống. Ví dụ như em là chỉ số BMI của em là 18, các bạn cứ lấy chiều cao, các bạn lấy cân nặng tính bằng ký, các bạn chia cho chiều cao bình phương tính bằng mét. Thì ví dụ với cân nặng của Yuni là 47-48 kg, chia cho chiều cao 1m63 thì sẽ ra khoảng tầm 18 điểm chỉ số BMI. Nghĩa là nếu mà ví dụ bạn cao cỡ 1m6 và bạn nặng cỡ 55 kg, thì hãy ngay lập tức bạn cần phải tập luyện với một chế độ dinh dưỡng hợp lý và tập rất là nhiều để bạn có thể giảm được khoảng tầm 5-6 kg. Thì khi đó bắp tay của bạn nó mới cỡ từ 28 cm. Các bạn đang 55 kg, các bạn đang bắp tay 28 cm, tôi chắc chắn luôn. Các bạn lấy thước ra, các bạn đo, các bạn xếp thấy có khi nó lên 34 luôn á. Các bạn muốn bắp tay thon gọn như nữ 23 cm, các bạn sẽ rất dễ mặc đồ đẹp. Và như vậy thì bạn cần phải giảm cân nặng của bạn xuống, cần phải giảm cái lượng đồ ăn của bạn xuống và cần ăn đúng bữa, ăn sau tập, ăn trước tập chính xác, hiệu quả, cũng như bạn cần một cái lịch tập chuyên nghiệp được xây dựng rõ ràng, tập bài nào, ngày nào tập tay thì ngày mai tập chân, ngày mốt tập cardio, tập bụng, tập thể lực. Rồi, cái đó thì bạn có thể inbox fanpage để đăng ký khóa online của Rylon Fitness. Nhớ, trong tập còn phải uống nước lọc, đơn giản đó là điều tốt nhất, không cần phải nước gì khác nha. Rồi, hãy nhớ những vấn đề đó. Còn những vấn đề khác về tập luyện dinh dưỡng hay giấc ngủ gì đó, trong quá trình khi mà bạn tập luyện trong khóa học online của Rylon Fitness, tôi sẽ tư vấn cho bạn kỹ hơn những vấn đề đó rất là nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Rylon Fitness cùng với Yuni.